Chào tất cả các bạn, hôm nay công ty Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu tại Việt Nam sẽ giới thiệu với tất cả các bạn về chương trình tiếng Anh tại ngôi trường MBAS. Thì Học viện Phát triển Quản lý Singapore, gọi tắt là MBAS, được biết và tin tưởng với chất lượng đào tạo cao và chuyên nghiệp, chi phí hợp lý, hệ thống trang thiết bị phục vụ cho học tập hiện đại, ký túc xá nằm ngay trong khuôn viên của nhà trường nên tạo được cái sự thuận lợi và tiện nghi cho sinh viên. Về chương trình đào tạo cũng luôn được cập nhật theo xu hướng phát triển của nền kinh tế với những điểm dẫn chứng cụ thể và xác thực. Và sự đa dạng về chuyên ngành đào tạo giúp cho sinh viên có nhiều sự lựa chọn về nghề nghiệp của tương lai. Hôm nay công ty Tân Đại Dương sẽ giới thiệu với tất cả các bạn về chương trình tiếng Anh, thì chứng chỉ tiếng Anh chuyên nghiệp do trường Đại học Bradford của UK cấp bằng, mức học phí của mỗi cấp độ là 2.461 đô la Singapore và thời gian của một cấp độ là 2 tháng. Thì ở giai đoạn thứ nhất về tiếng Anh cơ bản sẽ gồm 3 cấp độ, đây là chương trình tiếng Anh cơ bản và kỹ năng giao tiếp. Các môn tiếng Anh cơ bản nhằm giúp xây dựng các kỹ năng cơ bản cho sinh viên như là nghe nói, đọc viết cũng như là củng cố ngữ pháp và từ vựng. Ngoài ra các bài khóa cũng góp phần phát triển khả năng đọc hiểu của học sinh. Các môn kỹ năng giao tiếp nhằm giúp cho sinh viên tự tin khi sử dụng tiếng Anh, đồng thời nó cũng phát triển khả năng giao tiếp của sinh viên trong những tình huống đào tạo hàng ngày. Ở giai đoạn thứ hai thì được gọi là tiếng Anh học thuật, sẽ gồm 2 cấp độ. Chương trình sẽ cung cấp cho các bạn học sinh các kỹ năng học, đọc và viết trong học thuật, các kỹ năng nghe, ghi chép và thảo luận cũng như là trình bày trong học thuật. Giai đoạn này nhằm phát triển các kỹ năng tiếng Anh học thuật sử dụng trong mục đích học tập và chuyên ngành. Kết thúc khóa tiếng Anh, sinh viên sẽ được nhận chứng chỉ PCIE. Chứng chỉ này sẽ có giá trị vĩnh viễn. Và khi ghi danh chương trình này thì các bạn học sinh sẽ được kiểm tra đầu vào. Thì để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn hãy kết nối với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 hoặc website tandaiduong.edu.vn. Và theo như Trúc Giang được biết thì hiện tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của rất nhiều trường ở Singapore. Thì không biết nếu như các bạn đến nộp hồ sơ ở công ty thì sẽ nhận được những hỗ trợ gì từ phía công ty ạ? Cảm ơn Trúc Giang. Thì khi khách hàng đến với công ty Tân Đại Dương, ngoài việc được tư vấn rõ ràng, hỗ trợ hoàn tất thủ tục du học, khi khách hàng còn được là miễn phí kiểm tra Anh văn cho sinh viên chưa có IELTS, TOEFL, hỗ trợ xin visa nhập học tại các trường, miễn phí tìm nhà ở, bút ký túc xá cho sinh viên, hướng dẫn đóng học phí sau khi đạt visa. Hiện tại thì Tân Đại Dương kết hợp với các trường có nhiều chương trình học bổng và các sinh viên có thể đăng ký làm hồ sơ tại Tân Đại Dương để nhận học bổng từ 170 triệu Việt Nam đồng. Hiện tại công ty Tân Đại Dương có các chi nhánh tại quận Nhất, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang. Hiện tại công ty Tân Đại Dương không có chi nhánh tại Hà Nội. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với số điện thoại 0838 4879. Một lần nữa Trúc Giang chân thành cảm ơn chị Diễm Thúy đã nhận lời mời đến tham gia chương trình ngày hôm nay, cũng như là giúp cho các bạn giải đáp những thắc mắc của mình xoay quanh vấn đề đi du học tại đất nước Singapore. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.